nhiên thân quý vị, chúng tôi xin được là anh em xin cảm ơn quý vị. Vì lời phát hiện của quỹ công an được có lần của quỹ quỹ văn tài đoàn bộ có mang thành quan con các sĩ sát hình phạm hồng phơ sĩ yên thủ sĩ trẻ đã phát phát hình hiệu. Ở đầu hóa đang cắm vòi phiếu qua tài liền hoàng sĩ trẻ là sổ hầu cốt chất nhất từ sân đằng hoặc điểm hữu hoặc quỳnh kiệt thủng xâm. Thường sĩ tức không chung cầu quẩy sang nghỉ hướng lầu mà sĩ trẻ nhìn tài con chúng yêu cầu ảnh. Xin chào mừng quý vị cùng đến tham dự với tiệc phần lễ thành hôn của chủ đề Quang Đức và cô dâu Anh Đào. Trước tiên chúng tôi xin được thay mặt ban tổ chức nhà hàng Quý Tạ Đầm Sen cùng gia đình hai họ xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2014 là ngày của sau bao nhiêu ngày quen biết cũng như tìm hiểu, hai gia đình đã thống nhất chọn ngày hôm nay và chọn nhà hàng Quý Tạ Đầm Sen để tổ chức tiệc mừng lễ thành hôn cho chủ đề Quang Đức và cô dâu Anh Đào. Thưa quý vị, tất cả những nghi lễ gia tiên theo phong tục cổ truyền cũng đã được tiến hành tại Trường Gia một cách thật tốt đẹp. Và giờ đây thì giây phút hạnh phúc nhất của đêm nay cũng đã đến. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về khu vực cổng chính. Hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón chú rể Quang Đức và cô dâu Anh Đào. Trên sân khấu cho phép cô dâu chú rể cùng vũ đoàn MV. Chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và một buổi tối thật an lành. Cảm ơn quý vị. Và giờ đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện hai gia đình cùng đứng lên sân khấu. Về phía hội nhà trai xin được trân trọng giới thiệu ông Quang Huệ Quý và bà Từ Ngọc Anh là song thân của chú rể. Về phía nhà gái xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Thái Lợi và bà Bùi Thị Anh là song thân của cô dâu. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúng ta cùng chào đón hai gia đình. Hai họ cùng cô dâu chú rể, chúng tôi xin gửi đến quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay chúng ta lại phát tặng các mẫu các man hải quan công ta xin ra dị tập ngầu cho sự yên thủ chú rể và thân thân mỹ nhân. Hãy đồng hành cảm gọi biểu làm lưỡi sắc không chỉ phân nhận dị tập sân lòng sân lời. Hữu ba trẻ cao ấy có sức cầm phủ về cái thời gian này tham gia các man đại diện mũi cháu ngày soi bỏ do biến đổi tỷ phong chiêu khu bắt trong chính cầu ấy có tình chúc cô quay cháu được vui qua cho mạng gì, cảm ơn. Và thưa quý vị, giờ đây thì cũng cho phép tôi được chuyển lời cảm ơn của cả hai gia đình và cô dâu chú rể đến tới tất cả quý vị. Trong buổi tiệc chiêu đãi đêm nay chắc chắn sẽ không thể còn một thiếu sót. Rất mong nhờ được sự nhận thứ từ tất cả quý vị. Không gì hơn, chúng tôi xin chúc quý vị có một buổi tiệc thật ngon miệng, thật nhiều niềm vui tại nhà hàng của tại Đầm Sen. Xin cảm ơn sự nhiệt của tất cả quý vị trong đêm nay. Tiểu hành xuất gia. Tôi đề cho xin hiệu chỉ xin lỗi xin hành trình giao phụ hơi hơi quanh dẫu gì xin. Xin chúc mừng và tiếp theo xin mời hai bạn xin cùng tiến lên phát rộng với kiến thức vui rộng và nhân rộng. Thưa quý vị, người ta bị sự nồng nàn có bé rượu với hương vị của tình yêu. Trong ngày cưới rượu đó là sự khởi đầu hoàn hảo tốt đẹp nhất. Trước mắt chúng ta, hình ảnh một đôi đàn tay chung tay nhau rất
chàng dòng thác yêu thương. Và dòng thác yêu thương giờ đây sẽ lan tỏa sắp đây từ thác lùi. Điều đó như cũng nói với tất cả chúng ta là hạnh phúc vợ chồng là một cuộc hành trình cao sơn gặp có. Và hơn hết xin chúc sức khỏe tất cả quý vị các bạn từ đêm nay. Hãy cùng đăng lên với chúng tôi và 1, 2, 3. Và thưa quý vị, kiến thức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ghi đẩy đêm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn và chúc quý vị một bữa tiệc thật ngon miệng tại nhà hàng Thiên Tài Đồng Xe. Trân trọng kính chào. Thank you.
chiếc áo rực rỡ em vừa thêu. Em mong cho chiếc áo ấy cũng như là mái tóc mềm rũ được mơn trớn dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hay thường mơ ước xa xôi. À em mơ, à ha em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời. Đến cho em